Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin. Con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối biến cố Chúa hiển dung. Trong cuộc hiển dung đó có sự xuất hiện của ông Elia và Môsê. Họ là những ngôn sứ Chúa dùng để chuẩn bị tâm hồn cho dân đón chờ Chúa đến. Từ thời xa xưa, Chúa dùng ngôn sứ Elia để thanh tẩy niềm tin của dân tộc Israel trước sự suy đồi về tôn giáo do tác động của hoàng hậu Isabel. Đến thời Đức Giêsu, Chúa dùng Thánh Gioan Tẩy Giả để thanh tẩy dân Chúa nhằm dọn đường đón Đức Giêsu đến. Hai vị ngôn sứ đó, một vị chuẩn bị xa cho dân Chúa là ông Elia, một vị chuẩn bị gần là ông Gioan. Thật vậy, ông Elia đã can đảm đối đầu với các tư tế Ba-an và giúp dân quay về với Thiên Chúa. Còn Gioan Tẩy Giả thì dùng chính đời sống khắc khổ của mình để khơi dậy lòng sám hối cho dân và đã làm chứng cho Chúa bằng chính cái chết của mình qua việc can đảm nói lên chân lý, sự thật, mà sự thật ấy làm mất lòng vua Herodê và bà Herodia. Trong tinh thần mùa vọng, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sống tâm tình sám hối và dọn đường để đón chờ Chúa đến. Chúng ta có thể dọn đường đón Chúa đến qua việc canh tân đời sống, tẩy trừ những tính hư nết xấu, sống tốt với mọi người, làm việc tốt cho tha nhân và chu toàn tốt bổn phận đối với bản thân, đối với tha nhân và nhất là đối với Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng cần nỗ lực để chấn chỉnh lại lối sống đạo của mình, cũng như góp phần đẩy lùi sự ác, sự dữ ra khỏi trần gian qua việc bảo vệ sự thật và loại trừ điều xấu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng thời gian mùa vọng này để thanh tẩy tâm hồn, làm những việc lành phúc đức và cải thiện đời sống, hầu xứng đáng đón nhận Chúa hài đồng vào trong tâm hồn chúng con. Amen.